Suối Hồng, khu du lịch Suối Hồng. À, cái này là Phan Thiết hả anh Hưng hả? Trời ơi ghê quá mọi người, chờ em với. Đẹp không? Coi hả, up lên YouTube nha. Mai mốt bờ mới dịp cứ lên YouTube coi nha. Đấy, hai vợ chồng quay lại chụp cho một tấm hình nào. 1, 2, 3. Xa vậy không biết thấy không? Thấy chứ, vừa quay vừa chụp mà. Chụp lại gần đó mới thấy. Chúng nó ít tình thú nhỉ, khi nào cầm chụp máy chụp hình lên tụi nó mới tình thú một cái. Đây, cái... hai đứa này, hai đứa đứng ngoài đẹp này, ừ, góc này đẹp luôn. Đẹp ghê luôn á, trời ơi đẹp kinh. Được không? Nhìn kiểu này nó vẫn còn hoang sơ ha. Ừ. Trời ơi, đi mà miếng nước nó róc rách luôn á. Trời, cái này cũng ghê chứ ba Hưng, cái này mà nó có con gì nó bò ra. Hoa này là hoa gì ta? Hoa lục bình hả? Phải lục bình không? Hai bạn không không chụp hình dân chất đu hả? Hồi xưa trước nhà có cánh đồng đó, cũng y chang vậy. Trước nào? Cánh đồng nào? Dạ. Chỗ nào? Nhà ba giờ đồng khởi hả? Ừ. Ủa chỗ đó có cánh đồng hả? Đúng rồi. Cánh đồng thường nhà cao đẳng sư phạm giờ. Ủa cái này là sao? Cái này là ở trên này là núi. Cái xong rồi ở dưới là có cái suối hả? Suối này suối đào, suối nhân tạo hả? Ô má ơi. Ghê thiệt chứ. Ôi đẹp quá hả? À. Ba bạn đứng ngồi đi Hoa chụp cho. Hoa đang quay đó. Ba bạn đứng đi Hoa chụp cho. Hoa đang quay đó, các bạn sẽ được coi các bạn sẽ được coi lại tấm hình nguyên một đoạn clip này luôn đó. À, ba đứng lên tảng đá nó có nắng nó sẽ đẹp hơn. Chỗ cái này là sao tự nhiên hả? Tự nhiên đó. Đẹp quá nè. Diệp đứng ở đi. Rồi bầm chụp với Diệp rồi. Trời ơi, chưa chắc chị bầm chứ chụp đẹp bằng Hoa nha, đừng có đùa. À, đừng có đùa nha. Né vào đâu? Thì các bạn biết né vào đâu. Ô cái cây này nó nghiêng luôn á. Nghiêng 45 độ luôn á. Ừ, hai anh em lên đi. Trời há mồm nói chuyện cát nó bay vô miệng không à. Chụp tới không à? Cát không luôn á. Ôi, chụp nó đẹp lắm á. Rồi, rồi, các bạn chụp cho mình. Khúc đây là lấy được cái đó. Nghe cái đi cho nó rộng. 2, 3. Rồi. 2, vô không? Vô đi, vô. Trượt á. Ồ má cây này đâm đau quá. Đi qua bên kia ra trường đá. Trời ơi sao đẹp quá vậy ba. Coi trường đá vấp đá. Anh đứng lên em chụp cho nè. Quá đẹp luôn ba Hưng. Thì má bảo là đi phải mang đồ trắng đi mới đẹp mà. Ngược nắng nha anh yêu. Rồi. Ok chưa? Ok rồi. Rộng lắm, em nơi chụp rất rộng luôn á. Chụp rồi đứng lên đi. Được không? Được. 1, 2, 3.
Anh ơi, em phải đứng từ đây nè, em quay ngược trở lại anh nè. Nhưng mà cái khúc này không có. Mặt trời chói nắng nè ha. Mặt trời mà đỡ chói một tí nè. Đẹp quá. Cái này là cái gì nhỉ? Cái dứa hả? Cái dứa dại nè, người ta hái để người ta ngâm rượu nè. Trời, cây này thâm niên chắc mấy chục năm rồi quá à. Ok ấy, cảnh đây khá đẹp luôn đấy, đúng hoang sơ luôn đấy. Hai anh em ôm nhau một cái kìa, cái trên kia đừng có nói, em thấy cát đang bay kìa. Chết rồi, miệng cát không à? Miệng em cát không luôn á. Gió là cát bay mịt mù luôn á. Kìa, có người xuống kìa, mình nhờ đi. Này chắc các bạn toàn chắc thèm lắm luôn. Không nhớ mất kiếm rồi, khỏi đi luôn ha. Khỏi đi luôn á. Ba Hưng đứng sát rồi nè, đứng sát cái chỗ này nè. Đúng rồi, đứng dưới cái đó đó. Diệp với bờ mới Hưng lên đi. Trời ơi, cát nó bay ghê quá. Wow, đẹp điên đảo đẹp luôn á ba Hưng. Ồ, đẹp lắm anh Hưng, đẹp à. Lên đi, trúng phát nữa đi, chụp cho tự nhiên. Leo nè, đang leo nè. Ok, đi xuống nha. Đi xuống đi. Đi tự nhiên vô, làm gì mà sợ. Trời ơi, má ơi, đùa hoài. Chú này đẹp lắm á, Diệp, ra nắng đây nè. Coi như mình lạc vào sa mạc đi. Rồi, mà đã bắt được một khoảnh khắc rất đẹp rồi. Nó cao lắm luôn á. Cái này mà nó sụp xuống chắc. Ta nói đi có mấy trăm mét thôi quay lại nha, không có được đi xa hơn. Sao đủ ta?
mình cứ đi đi cùng lắm mình bỏ đi một cái nào đó mình cảm thấy không thú vị. Đẹp nè, cái này là tự tự nhiên rồi ba. Cái này đẹp quá, lên hình đẹp nè. Hàng cây đó hả? Thả lên cát đi, lên cây hoa sợ rắn lắm. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Cái này nó hơi mềm anh hơn, leo lên á nguy hiểm á. Hả, anh hai trước hả? Cái này không ai dám lên đâu bà. Hoa quay Hưng đi, Hưng chạy lên nha. Ồ, ok, Hoa quay, Hoa đang quay đó, Hưng chạy đi. Lên 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 không lên được luôn á. Trời ơi trời ơi. Yeah. Chạy như heo. Bầm có ra thử mà cứu không? Bầm thử mình cứu không? Thấy là không tiến lên được luôn á. Cái này gọi là cái gì? Suối hồng hả? Hả? À này suối tiên chứ không phải suối hồng hả? À là một hả?